đừng 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 ôi ôi ôi. Hello, xin chào mọi người trở lại với channel của mình. Nó giỡn thôi chứ, và hôm nay mình trở lại với tựa game The World My, bạn có thể thấy. Và hôm nay mình sẽ đi clear khu quân sự bạn. Trong này nó sẽ ngủ, ok, quốc chắc chưa. Mystery Outpost nè, Human Weapon nè, quốc luôn bạn. Repair, sẽ cầm một con dao đi các bạn. Một con dao chờ tới nha. Đây. Ủa mẹ mày chết mày tao. Ok bạn, hôm nay mình sẽ chính thức clear khu quân sự bạn. Chính thức Villager khu xa. Ủa mẹ. Thôi ấn nhầm thôi, tại mình ấn nhầm thôi bạn ơi. Thôi đi nấu ăn đi bài, nấu ăn ơi. Mấy thằng liền này nó bị đói rồi bạn ơi. Đó, mình sẽ đi ngược qua đây. Ê, từ mình có người rồi các bạn. Ê, từ thôi. Giết ông đó trước. Đông thế nhỉ. Ủa gì vậy các bạn? Rồi, tao bút rồi, bỏ rồi. Tao bỏ xuống rồi. Ui, cái gì vậy? Mày bắn. Đừng. Ôi. Hey. Good bye. Thằng liền này nó bị thương luôn rồi, nó có làm gì đâu ta. Marco, we have make sure this doesn't happen to anyone else. Còn mở nó nằm rồi bạn ơi. Giờ mình hết mọi thứ rồi bạn ơi. Mọi người nhớ ai có hú đi khu quân sự nhiều lắm mà ta. Hay da, món chó không được luôn. Mà món chó bị giết luôn bạn. Hôm nay chính là cái ngày mình sẽ đi kiếm một số người đó bạn. Trời, nhớ mấy người kia chơi bờ rổ mà ta, mình chơi như cứt. Ok đi, ta không qua cái máng gì về đó bạn. Nhà, còn hai thằng không qua military bay nữa nha. Can get there because phải shell school. Chờ không? Hotel, khách sạn bạn. Hotel, bố mày qua hotel. Tại bố mày thích hotel. Càng chơi thấy càng khôn lên á. Thì cool nha. Tưởng mình vô mình quất nó được bạn. Không ngờ quất không được. Mà mất luôn hàng quỷ kia luôn. Vô đi. Ú, một chó mà. Chết chưa tận ha. Không đợi của ta. Nếu không ai hết bạn ơi. Chết từ từ thôi. Có kìa phải không? Có này lại. Từ từ thôi. Nên là ngày thứ 10. Ấy, có thằng nó qua kìa bạn ơi. Oh, hello there. Nói chuyện không? Hey stranger, one tray. Go to the first floor. Ok. Từ, cho tao xin miếng đồ ra bạn. Không cửa, đóng cửa. Thôi, coi chừng nó biết mình nha bạn. Nó biết mình, nó sẽ xuống đó. Nó hốt mình nữa. Sẽ lấy một vài thứ về, mình nâng cấp lên bạn. Ê, nó quay lại. Thôi, tao không giết mày đâu con. Tao sẽ không giết mày đâu, nhóc. Ê, mấy bạn hình như cái tủ lạnh nó có thức ăn á. Nghi giống nha. Xuống chơi lớn không? Trên đây không có gì đâu bạn, chỉ có xuống đây chơi lớn rồi nè. Xuống đây chơi lớn. Trời, phát ra tiếng động à. Từ từ. Ý. Hey. Thôi vậy thôi, leo lên. Leo lên mình nhảy xuống bạn. Đừng nói tự nhiên cái mình bị khóa không đó không nha. Ê khoan, chắc đi đường này rồi bạn ơi. Mình sẽ đi xuống rồi. Đi đường này đi xuống sắp hết ngày nữa chứ. Không kiếm được gì về ăn là shit. Ôi chết mẹ. Freedom chi gì chết sắp chết tới nơi chi cứ mở cửa coi. Thôi nó đi kiểm tra các bạn, đứng nó làm gì. Hello. Hello, có súng không? Mấy mày có súng không? Rồi, tao xem thôi. Biết rồi. Ê, đây nè các bạn. Xem thôi. Chờ không? Đó, ấy chết mẹ. Ê. Lấy thức ăn. I got a bad feeling about this. Kêu mình tiếp. Ôi chạy. Ôi. Chạy đi. Ôi, tự nhiên nó ngu mà còn hổ báo nữa trời ơi. Nó ngu rồi cứ tỏ ra nguy hiểm. Mày make it gì? Mày xém ém hút ai lột nhầm. Mày xém chơi ai đó lột. Đấy là mày xém chết đó. Mẹ xém chết. Gáy to vào. Rồi đó, nó ngủ rồi. Ai mang này nó đâu hết rồi bạn ơi. Thì là Lee Wilded rồi bạn ơi. Thôi này.
gấp đổ nhiều với cứ. Để coi mình xuống đây, mình coi mình có gì bạn. Mấy này nó mệt hết rồi các bạn ơi. Chơi đúng nghèo đúng dở luôn. Cái gì với nhau đó bạn? Nó mất một thằng kia nên hai này nó chỉ nói chuyện nhau bạn. Là sao? Rip là gì? Nó ngu tiếng Anh là dịch còn đủ hơn nữa. Không có thuốc luôn bạn, không có thuốc cho nó hút luôn hết luôn. Để có con dao. À, tối nay thằng này nó sẽ đi các bạn. Để mập sẽ đi hết ngày các bạn ơi. Mình sẽ chế được cái lốc bích chứ cái rô ba cái sẻn hút lên. Wow địt nhưng mà nó vẫn chạy được các bạn. Defend quay hao hả? Chị lớn luôn, chị lớn ăn được nhiều các bạn. Không ngu mà còn máu chó nữa vậy. Chị tới. Lấy được gì những gì có thể. Đây gỗ. Ôi trời, má phát ra tiếng động. Đừng nha. Má cái nhạc cái khó chịu quá. Cái nhạc kiểu như ăn sống luôn á. Mình có rô ba mà. Ờ đúng rồi, nhảy lên vậy. À, chút nữa bị mấy kia dí phải nhảy vô ngược lại nữa cũng nạn không. Không rồi mình mở cửa ra chứ quên. Ngon, có thức ăn. Có thức ăn là sống qua ngày rồi. Ngon ngon ngon. Đi. Mở cửa trước đi tính. Thằng này nó mệt rồi các bạn ơi. Phát ra tiếng động. Khoan khoan. I have some like every I make it every noon. Bỏ buổi chiều, bỏ buổi tối chứ. Ui gì vậy? Qua đây tao máu cho tao giết ra. Alright, we got all good stuff out. Thôi mẹ mình ám sát thằng này trời. Trời có nó nhòm các bạn ơi. Thôi nó vô. Ê, từ từ. Đột nhập, đột nhập. Đi từ từ thôi, từ từ thôi. À đó, đừng có chạy nha, đừng có hổ báo vô nãy nữa nha ba mốt. Nè, nãy mốt chó đứng một hạt, chạy đứng một hạt chơi. Nè nè, trong đây có rabbit gì nữa các bạn. Mình đang cẩn kia đó chứ, nó trên kia rồi các bạn ơi. Được không? Được cái nào? Đâu? Cướp đi chứ. Lút lút là về liền. Nó về lẹ 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 lẹ. Ôi trời. Về 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 các bạn ơi. Về các bạn ơi. Úi trời. Về 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 trước khi bạn nó xuống rồi. Mình sẽ quay lại mình cướp cái chỗ này. Yes. Woo. Thì nghỉ rồi bạn ơi. Chết bà nó bị thương rất nặng, rất nặng, rất là nặng. Cho nó đi nghỉ. Không có băng đét. Mình hết băng đét rồi. Mà nó cướp được cây súng cũng ngon phết nhỉ. Ê qua giúp nó được không mày? Giúp nó. Ăn cái đã. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thôi giúp nó, thôi giúp nó. Thôi giúp nó đi mà. Nó sắp die rồi kìa. Nó buồn lắm luôn rồi bạn ơi. Rocking. What the fuck rocking. Đi éo nổi luôn. Ok rồi mình sẽ đi chế một cái để chữa cho quần què này các bạn ơi. Thiếu đồ lắm hết bạn. Đây mình sẽ làm cái này. Làm đây các bạn. Đặt. Đây lẻ các bạn ơi. Có thể mày có thể tự nói chuyện một mình được không? Đang trong hoàn cảnh khá là khốn khó nè. Ok các bạn mình sẽ điều chế thuốc. Mình sẽ điều chế thuốc. Bên đây có cigarette. Làm cho nó cái cigarette bạn. Làm đi má. Mình đang thiếu bandage nữa chứ. Ui. Má mình hết nước từ lâu rồi bạn ơi. Mà mình không biết. Ây, giờ phải đi cướp nữa hả? Uống rượu cùng nó bạn. Cho đỡ rocking nha. Cho nó uống rượu bạn. Hai thanh niên. Ủa, say. Mày uống chi vậy? Ngồi ngủ ngủ ngủ. Ngủ. Đúng vậy, đúng vậy. Hết ngày rồi bạn ơi, đừng xỉn nữa nha. Very tired, sad, depression. Ok, cho này đi, mình đi ngủ. Mình đã khám phá này rồi, mình nên mình cần một vài thứ các bạn. Mình sẽ lấy
súng. Trong đây hình như có thuốc mà mình phải chữa trị thuốc cái máng này các bạn. Mình chữa trị cái máng này. Cái rô bao. Mình phải đi vô, mình chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn đi, không có nhiều thời gian đâu. Chạy luôn này. Có rất nhiều người các bạn, rất nhiều người homeless. Nên không biết nó có giết mình không. Mày đụng với tao bắn liền á. À, dưới đây còn tầng hầm nữa bạn, quên. Mình quên. Không mấy người vô gia cư không á bạn ơi. Toàn là người vô gia cư không à. Qua 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 qua. Toàn là người vô gia cư nên không sao hết rồi. Cầu do là vậy. Tao bắn chết á. Hơi gỗ. Mình đang cần gỗ với lại một cái đống kia bạn ơi. Cần bánh đét. Trời ơi, ông nội éo đem bít lóc nữa chứ. Lô. Tao không có ý là tao cần một vài thứ. Chia, chia, ừ, chia đi. Ừ, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Nên bỏ lại nào đây. Cái nào cũng quan trọng hết bạn. Mang liền này đồ ít quá. Mình lấy thức ăn, éo cần nước. Ê, 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 ê. Lùi ra. Tao cần giúp đỡ mà mày không giúp rồi chết đi. Tao không biết đâu nha, tao không biết đâu nha, tao không biết đâu nha. Trời má ơi, một cuộc thảm sát đã xảy ra. Nó bờ ly. Trời, nó có, ổng cũng có con dao nữa bạn ơi. Mà này. Mình cần bandaid trước khi mình trở về các bạn. Mình kết thúc tập này tại đây. Hey. Nó không thể thân thiện, ừ, nó có hai con dao luôn, vãi cứt. Đúng rồi, vãi cứt. Gì trên kia vậy? Này có thức ăn rồi các bạn ơi. À, mình đã giết thêm một người nữa rồi. Trời. Nhơi, má ơi, không lẽ quăng lại cái súng. Thằng này nó ít đồ quá bạn ơi. Thôi về 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 các bạn. Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Ngoài ra chia sẻ để tạo lực cho mình làm tiếp video tiếp theo. Và cái này là mình không phải đâu nha. Tại mình cũng đang cần cứu mà nó không hiểu bạn. Không hiểu nó, mình mới giết nó thôi. Nó tại nó đấm mình, không lẽ mình để mình chết. Rồi còn kia nhà nó cũng chết luôn sao. Bảo vệ mình chứ. Ok, bye bye.